của cha Giuse. Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền, các điều răn của Người hãy luôn luôn để ý. Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện. Bà Isabe Lê Thị Trinh là người thuộc dòng dõi Trâm Anh, sinh năm 1853, quê ở họ Chợ Quán, Sài Gòn, Nam Kỳ. Mẹ của bà mất sớm, để lại bà và một người chị sống với cha. Lúc còn thanh xuân, bà là người con trọn bề hiếu thảo, tại gia tòng phụ, luôn hiếu kính cha và vâng lời chị. Đối với người ngoài xã hội, bà Hằng biết sống kính trên nhường dưới, nên được mọi người quý mến. Bà là người đạo hạnh, siêng năng đi nhà thờ, ái mộ việc xem lễ, đọc kinh, nói năng hiền từ khoan nhã, đi đứng đằm thắm nghiêm trang, là một người nữ trọn bề công dung ngôn hạnh. Đến tuổi lập gia đình, bà vâng quyền sở định mà đẹp duyên với ông Phaolô Trần Văn Bầu, là chính đích tử Thánh Phaolô hạnh tử đạo. Lúc bấy giờ ông Bầu hãy còn làm trợ giáo ở tỉnh Sa Đéc thuộc tỉnh Lúc bấy giờ ông Bầu hãy còn làm trợ giáo ở tỉnh Sa Đéc thuộc lục tỉnh Nam Kỳ. Từ ngày cúc mai giao hiệp thì bà chọn câu. Từ ngày cúc mai giao hiệp thì bà chọn câu cải giá tùng phu. Bà êm nhịp sắc cầm với chồng và được 8 lần trổ sinh bông trái. Hai ông bà sinh đã đặt tên cho những người con của mình là Linh, Thiêng, Mầu, Nhiệm, Trang, Nghiêm, Tề, Chỉnh. Chị em thân mến, cha Giuse tuy mồ côi cha lúc chỉ mới khoảng 8 tuổi, thế nhưng Ngài lại có một người mẹ thật tuyệt vời. Sự hiền từ, đạo đức, lòng quảng đại, siêng năng, Ngài đã học theo gương mẹ mình không ít. Chúng ta quyết tâm cố gắng rèn luyện cho mình những đức tính cần thiết của một người nữ, phát huy tính dịu dàng và thân ái, sự quan tâm và nhạy cảm, tinh thần mau mắn và tận tụy để công cuộc truyền giáo ngày càng hiệu quả hơn. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa cho chúng con có dịp đọc lại gương sống của thân mẫu cha Giuse. Nhờ đó, chúng con có thêm động lực để biến đổi bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Vì bà cũng là phận nhi nữ nhưng đã hoàn thành xuất sắc cuộc đời của mình. Xin cho chúng con là những người nữ được Chúa chọn, cũng làm cho Chúa được ngày càng rạng danh hơn nhờ vào sự nỗ lực hoán cải, làm cho bản thân ngày một tốt đẹp hơn bằng chính các nhân đức tự rèn luyện. Amen. Bọt bèo đã thành muôn hoa, nhớ tình thương Chúa hài hà. Yêu thương trong bàn tay Chúa, đoàn con hoa trong sắc ngàn hương, viếng thăm anh em.